Vâng, chúng tôi xin bắt đầu câu hỏi, giao lưu câu hỏi cùng quý vị bằng một câu hỏi liên quan tới Mỹ, Đài Loan, Trung Quốc. NATO, Mỹ đã nỗ lực rất nhiều để biến Đài Loan trở thành một cái vùng chết chóc trong vòng suốt 5 năm qua. Nhưng thay vào đó thì Ukraine và Palestine lại trở thành một cái khu vực chảo lửa vì nhiều lý do. Có phải kế hoạch của Mỹ đã thất bại ở Đài Loan? Vâng, quý vị hỏi câu này có khi tôi lại liên tưởng tới một cái lý do mà có thể bà Victoria Nuland ấy từ chức, đúng không ạ? Có khả năng là bài đã thất bại trong việc làm cho cuộc chiến nó bùng nổ ở Đài Loan. Cũng không biết được, đúng không ạ? Vì nói chung ấy thì chúng ta thấy một điểm là gì? Là bây giờ những người như bà Victoria Nuland là những người mà nhân viên mở thị trường, đúng không ạ? Gọi là phát triển kinh doanh đấy. Thế nhưng mà bà ấy được giao cho một cái thị trường nó rất tiềm năng là Đài Loan. Đấy, nhưng mà cuối cùng bà ấy không phát triển được. Thành một cái thị trường gọi là nó ra tấm ra món. Đúng không ạ? Bây giờ nó mới chỉ là cái kiểu như là nó ăn uống vặt vãnh thôi. Cho nên bà ấy đã có thể phải về vườn. Đấy, đấy là một cái giả thuyết mà nó mang tính chất là thuyết âm mưu. Thế nhưng mà không loại trừ. Đúng không ạ? Tuy nhiên đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng rất thú vị. Bởi vì chúng ta biết một điều rằng là cơ bản ấy, với một cái đất nước như nước Mỹ họ là một cái uh, nhiều người nói rằng là họ nghiện chiến tranh đúng không ạ họ cuồng chiến tranh vân vân nhưng mà một cái tôi có thể khẳng định một điều rằng với những gì người mỹ đã làm với thế giới của chúng ta trong suốt gần trăm năm qua thì họ là một cái cường quốc mà sống dựa trên chiến tranh đúng không ạ còn những yếu tố kia thì tất nhiên là sử dụng cái gì nhiều thì nó cũng nghiện thôi và đặc biệt là chiến tranh là nó chết chóc Chết chóc thì nó sẽ háo sát, đúng không ạ? Háo sát thì nó sẽ làm cho con người càng ngày càng háo sát hơn, tức là càng cuồng chiến hơn. Và chắc chắn là ảnh hưởng tới sức khỏe, tới tâm cảnh, đúng không ạ? Đấy, vân vân. Và cái điều đó chúng ta đang thấy diễn ra trong cái cơ thể của chính nước Mỹ và tâm trí của họ rồi. Thế nhưng mà để quay trở lại rằng là một cái đất nước như vậy thì không thể là đối mặt với tất cả một cuộc chiến cùng xảy ra. Cơ bản rằng là người ta phải có một cái kế hoạch mở rộng thị trường và thị trường nó phải theo một cái chu kỳ để chúng ta tưởng tượng rằng là bây giờ cuộc chiến ukraine nó đang bùng nổ nóng ở đây đúng không ạ thì ở cái giai đoạn mà nó chuẩn bị đi vào cái đỉnh cao thì người ta phải có một cái thị trường mới cuộc chiến mới bùng nổ đó là cuộc chiến ở trung đông ở trung đông nó đi vào giai đoạn nóng và ukraine nó trầm lắng xuống thì sẽ có phải cuộc chiến khác để gối đầu vào đúng không ạ mà ứng cử viên của nó thì nhiều người nói là đài loan đấy rồi sau đài loan thì armenia georgia moldova rồi sau đó thì vâng có thể là những khu vực ấn độ châu phi nào đó nhưng mà cái điều tuyệt vời nhất ấy thì người ta phải làm thế nào như nước mỹ ấy, là không được phép thắng bởi vì thắng thì cuộc chiến nó sẽ chấm dứt đúng không ạ cái câu chuyện là cuộc chiến đấy nó thắng hay thua cũng được nhưng mà nó không cần thiết nó phải thắng một cách giòn giã để kết thúc cuộc chiến mà nó đóng băng đóng băng để mà đi qua một cái chu kỳ khoảng 5 cái chiến cuộc thì cái chiến cuộc thứ 6 nó quay trở lại cái chiến cuộc cũ đúng không ạ? Đấy và nó sẽ diễn ra khoảng độ sau 5 năm. Như vậy thì chúng ta thấy đấy nó là một cái vòng tròn. Mà những cái người hoạch định thị trường của Mỹ đấy hay mình nói là hoạch định chiến tranh của họ thì họ phải nắm được, họ phải làm chủ được cái chuỗi này. Tôi thì tôi không nghĩ rằng là nước Mỹ đã nhắm vào Đài Loan với ưu tiên hơn trước cả Ukraine hay là Trung Đông. À, và bây giờ thì chúng ta cũng không có cái uh, 100 hoàn trăm uh, để tin rằng cuộc chiến ở Trung Đông là do Mỹ gây nên, nhưng mà nói chung là về gián tiếp mà nói thì là cũng thế. Ukraine cũng vậy thôi, nó cũng là một cái gián tiếp, tức là họ khiêu khích, đúng không ạ? Để bắt buộc một trong hai bên đó bắt buộc phải tiến hành cuộc chiến, không có một cái lựa chọn nào khác và người Mỹ là người giỏi nhất trong việc làm việc đó không ai giỏi bằng người Mỹ cả đúng không ạ thì tôi chỉ không có đồng ý về cái việc là cái thứ tự của nó là Đài Loan đầu tiên mà tôi nghĩ rằng Đài Loan chính là cái tiếp theo mà Mỹ đã chuẩn bị sau Trung Đông và sau Ukraine và bây giờ họ cũng đang chuẩn bị các giai đoạn tiếp theo ở những nước như Armenia đúng không ạ ở Moldova rồi rồi quay lại Ukraine cho nên bây giờ ấy, cuộc chiến Ukraine bây giờ nó đã đến một cái hồi như thế này nó bất lợi thì đã đến lúc để họ đóng băng đúng không ạ để mà cuộc chiến nó sẽ bùng nổ trở lại 5 năm tới khi mà bây giờ nó đã có thị trường mới rồi đấy thế thì quý vị có thể tưởng tượng một điều rằng là đấy là lý do tại sao mà người mỹ gần đây họ rất muốn đóng băng cuộc xung đột họ viện trợ cho ukraine chính người ukraine còn nói rằng là người mỹ viện cái bọn khốn kiếp nó viện trợ cho chúng ta không phải là để chiến thắng mà chỉ để chúng ta không bị thua một cách liềng xiềng và sụp đổ đấy thì có nghĩa rằng là viện trợ nó cứ cầm hơi để hai bên đánh nhau đúng không ạ đánh nhau chán rồi hòa một thời gian lại đánh nhau tiếp ở trung đông cái đấy nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi à, còn bây giờ chúng ta thấy ở đài loan đài loan thì cái này là cái rõ nhất bây giờ chúng ta ở cuộc chiến ukraine nhìn vào đài loan chúng ta thấy những cái hành động mà của mỹ và phương tây à, của nato đúng không ạ tiến sang đông tiến à, sang châu á xong rồi cứ suốt ngày dọa tấn công trung quốc đánh nhau đài loan tức là nó đang sống một cách bình thường nhưng mà suốt ngày đến khua trông gõ mõ ở trước cửa nhà nó bảo là à, sắp đánh nhau to và chắc chắn không có cái cách, cách nào để trốn được nữa câu chuyện là phải có chiến tranh chứ còn nếu không có chiến tranh thì ở trên miệng hối chiến tranh thì chỉ bán được vũ khí thôi cái đó nó không có ảnh hưởng tới địa chính trị nhiều bằng cái việc là cuộc chiến nó bùng nổ ra đúng không ạ bởi vì cuộc chiến bùng nổ thì nó mới làm suy yếu được kẻ thù chứ còn nếu mà nó chỉ là mang tính chất là mối đe dọa miệng hố thì nó chỉ kiếm được tí gọi là miếng cơm thôi mà cái đấy thì cũng chỉ đến một cái mức độ giới hạn nếu mua đủ đầy đủ vũ khí rồi mà nó không đánh nhau cho thì có nghĩa rằng là sau này bảo nó là sắp đánh nhau đấy mà mua thêm thì nó không mua được nữa đúng không ạ bởi vì có đánh nhau đâu có tiêu đâu đấy cho nên câu chuyện là phải có xung đột ở Mỹ có những cơ quan như là CIA cơ quan an ninh quốc gia Bộ Ngoại giao đúng ạ và có những cơ quan nào đó chúng ta không biết được những cái tổ chức mà ai nói rằng là binh đoàn hòa bình vân vân đấy mà chúng tôi đã nói với quý vị trong cái việc liên quan tới sát thủ kinh tế sát thủ hòa bình đấy đúng ạ đấy tức là họ họ rất giỏi trong cái việc mà sử dụng các công cụ của mình để mà tạo ra các cái cuộc chiến tạo ra các cái xung đột đúng ạ và dường như là các kẻ thù họ không cưỡng được. Thế nhưng mà ở Đài Loan thì có khả năng người Mỹ sẽ phải đối mặt với một cái tình huống rất mới bởi vì Đài Loan nó không giống như là các nước ở phương Tây. Điều đầu tiên là họ biến cái chính phủ các quốc gia đó trở thành những cái con rối giật dây bởi người Mỹ thông qua rất nhiều những chính sách, sử dụng rất nhiều tiền, đúng không ạ? Để câu dẫn bằng những cái nguồn lợi ích và kích động những cái sự bài kích, bài xích với lại cái kẻ thù của họ Và chúng ta nhớ rằng những cuộc chiến này nó thường nằm ở biên giới của những nước kẻ thù của Mỹ nha quý vị nhá Đấy Và kẻ thù của Mỹ thì chúng ta thấy rằng bây giờ có người Nga, người Trung Quốc, người Iran Đúng ạ Rất rõ rồi Và bằng những hoạt động siêu đẳng của mình Thì người Mỹ sẽ lôi kéo những chính phủ này Đúng ạ Để mà gọi là tạo ra những cái vấn đề mà khiến cho những kẻ thù của nước Mỹ bắt buộc phải hành động Và tôi nói bắt buộc phải hành động và người Mỹ ném đá dấu tay bằng cách họ đổ vạ cho NATO, đổ vạ cho EU, đổ vạ cho các các cái nước này, đúng không ạ? Và đấy là một sự thật, bởi vì nói thật ra nếu như mà những người Mỹ mà họ tạo ra các cuộc chiến ấy, xong rồi họ chịu trách nhiệm, tức là họ đánh nhau đến cùng với lại cái nước sở tại ấy, thì nó còn một chút lại là danh dự. Đúng ạ, tức là đi uh, kích động mà chiến tranh để mà kiếm lợi nhưng mà lại là có tâm và biết lo lâu dài không đánh mất đồng minh. Nhưng mà nói thật ấy, nhiều quý vị nói rằng là nếu mà trong trường hợp mà chúng ta với Trung Quốc đánh nhau ấy, thì người Mỹ sẽ giúp chúng ta đến cùng. Mà tôi xin lỗi mấy quý vị chứ. Chúng, người Mỹ mà người ta tạo được một cuộc chiến của Việt Nam với Trung Quốc ấy, thì ngay sau khi cuộc chiến bùng nổ mà, thì chắc chắn một số phận tương tự của chúng ta chờ Ukraine. Có nghĩ rằng là thỉnh thoảng chúng ta nhận được vài cái món hàng viện trợ, đúng không ạ? Chuyện đấy đã xảy ra <laughs> ở khắp nơi rồi. Bởi vì cơ bản nó là thương vụ mà. Chứ cũng không bao giờ người Mỹ mà nhảy vào giúp để chúng ta đánh nhau với Trung Quốc cả. Đúng ạ, cho nên là quý vị vui lòng quay trở lại mặt đất dùm. Họ sẽ rất nhiệt tình trong quá trình tạo ra cuộc chiến. Đúng ạ, nhiệt tình như kiểu chúng ta là thánh của họ, ấy. chúng ta bảo vệ nền dân chủ và gọi là sự thịnh vượng của họ. Ấy. Thế nhưng mà cuộc chiến nó xảy ra rồi thì thôi rồi đấy, gọi điện là không khéo là Biden lại không nhấc máy. Vâng, tôi nói về một cái đấy nó mô phỏng cái kịch bản ở Ukraine thôi nhé. Chứ còn tôi không có nói về việc cổ suý những cái viễn cảnh chiến tranh, đúng không ạ? Nhưng mà để chúng ta hiểu biết được là mỗi cuộc chiến lý do tại sao nó xảy ra và khi xảy ra rồi thì những người bạn trong ngoặc kép đấy nó chạy đi đâu. Và tất nhiên những cuộc chiến đấy nó sẽ xảy ra, nó đã xảy ra rồi và người Mỹ sẽ nhân những cơ hội có những cái sự hỗn loạn chiến tranh để mà người ta trục lợi, đúng không ạ? trục lợi như nào chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi có đến hàng nghìn cái kiểu trục lợi của người Mỹ trên các cuộc chiến tranh cơ bản họ là những cái uh, một cái quốc gia đúng không ạ một cái uh, loại sinh vật mà nó có thể uh, thịnh vượng phát đạt và sống tốt dựa trên cái sự hỗn mang chết chóc chiến tranh hủy diệt cho nên mình đừng hỏi là nó như thế nào mà mình hãy nhìn thôi bởi vì mình không đủ trình độ uh, theo cái gọi là cái kinh nghiệm và cái bản lĩnh kiểu đấy của người Mỹ cho nên các cái quá trình như thế này nó chỉ là vấn đề abc của một cái quốc gia hiếu chiến một cái quốc gia sống nhờ chiến tranh đúng không ạ mà cái đặc điểm của nó chính là đế quốc nói tiếng anh chúng ta đã nói bản thân người nga cũng đã bị từng bị lôi kéo vào cuộc chiến ukraine nhiều lần nhưng mà họ vẫn kiềm chế và cuối cùng họ không kiềm chế được nữa bởi vì nó đã đến cửa nhà người ta thế giới Ả Rập thì cũng đã rất nhiều lần bị như thế, đúng ạ? À? Và bây giờ thì uh, chúng ta cũng đã nhìn thấy những gì ở Trung Đông và những kế hoạch của người Mỹ uh, với những cái kiểu bây giờ một bên thả vũ khí, một bên thả bánh mì như chúng ta đã nhìn thấy nó rất cay đắng trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên thì uh, ý tôi nói liên quan tới Đài Loan trong câu hỏi này thì tôi nghĩ nó khác. Bởi vì thực uh, sự thực là người Trung Quốc và người Đài Loan đều là những người người ta không phải là người thông minh theo cái kiểu là gọi là tính toán mà bản thân thông minh hay không chúng ta không biết nhưng mà là những người rất khôn đúng không ạ nhìn chung thì tôi nghĩ rằng những cái người ở khu vực đông á bây giờ là những người rất khôn ngoan bởi vì bị chi phối bởi những cái tư tưởng khổng giáo phật giáo và họ không có bị chi phối bởi cái cảm xúc nhưng mà họ nhìn thấy cái cảnh trong tương lai đổ máu chết chóc vân vân đúng không ạ những người đài loan đã trả lời như thế À, trong trường hợp có đánh nhau thì họ sẽ hàng ngay đấy là người dân Đài Loan không phải vấn đề về sĩ diện nữa đúng không ạ mà họ sẽ hàng bởi vì là đánh nhau thì không biết là thắng hay thua nhưng mà chắc chắn hòn đảo của họ nó sẽ là trở thành một cái hòn đá đối quý vị còn với Trung Quốc không biết thắng được hay thua Đài Loan thì nó sẽ ngọc lát đá tan có nghĩa rằng có thu hồi về được thì nó cũng thu hồi về một cái đống sắt vụn nó không còn cái ý nghĩa gì nữa trong khi đó kẻ thù của họ lại ngương đắc lợi và cái từ ngư ông đắc lợi thì nó được sáng tác giả trung quốc mà cho nên là làm sao họ không hiểu những cái trò như vậy mà chính trung quốc thì cũng đã từng là một ngư ông đắc lợi trong suốt những cái cuộc chiến đã xảy ra đúng không ạ họ chỉ cần là ngồi ngoài cuộc chiến buôn bán các thứ cho hai bên là họ kiếm tiền thôi họ làm những cái điều với các cuộc chiến bây giờ nó có khác gì với lại như giờ mỹ ngày xưa chẳng qua là nó không có thô thiển về vấn đề vũ khí đúng không ạ Đấy, nhưng mà những cái linh kiện rồi những cái nguồn hàng vân vân thì nó về mặt bản chất thì nó cũng không khác là bao nhiêu nhưng mà nó không có mang tính chất là nó ghê tay thôi nhưng mà có thể nói là ngư ông đắc lợi ngoài ra thì yếu tố như là trung quốc với đài loan mình phải nói thật một điểm rằng họ chính là những cái người gọi là họ chính là một đúng không ạ nguyên tắc mà nói thì trung quốc đài loan chính là một thực tế mình có thể nói ở nga mới lại Ukraine nếu là một cái cuộc nội chiến giữa những người anh em thì ở Trung Quốc Đài Loan nó là một cuộc chiến nội chiến giữa những người bố người con đúng ạ? Ngoài ra thì có thể nói một điều như này, với sự trỗi dậy của Trung Quốc như vậy và cái sự đi xuống của Đài Loan và người Đài Loan đủ thông minh để biết rằng thế giới phương tây bây giờ cũng đang đi xuống và thế giới phương đông đặc biệt là Trung Quốc nó đang trỗi dậy thì người ta nhìn thấy rằng là một cái sự tương lai của đất nước Đài Loan nó ở Trung Quốc nó không phải là một cái điều quá tệ. Thậm chí đối với nhiều người đấy nó là cả tương lai tươi sáng hơn. Thử hỏi Đài Loan bây giờ có cái gì để mà gọi là nó nó quá hoành tráng, đúng không ạ? Nó hơn hẳn cái này cái kia, nó không còn một cái sự hơn hẳn nữa. Và tầng lớp trẻ ra bây giờ thì nó cũng thay đổi rất nhiều cái ý thức hệ của nó. Và bây giờ người ta khôn, người ta biết là những cái hoạt động tuyên truyền của người Mỹ, người Nhật ở hòn đảo này nó diễn ra trong suốt thời gian vừa qua rồi. Cho nên cái phong trào mà bài Trung Quốc nó càng ngày nó càng giảm đi. Hàng năm thì người Đài Loan vẫn phải về Đại Lục để mà cúng ông, cúng bà, rồi là cái gì, thanh minh, thanh miếc đấy. Đúng không ạ? Tảo mộ, tảo miếc, đại khái đủ kiểu. Bây giờ thì cái làn sóng của người Đài Loan tìm việc và tìm cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc càng ngày nó càng nhiều. Có nghĩa rằng tôi đang muốn nói tới một cái yếu tố tương lai, đúng không ạ? Của những người Đài Loan ở Trung Quốc càng ngày nó càng nhiều hơn. Đấy, chứ tôi chưa nói là nó tuyệt đối nhưng nó nhiều hơn trước rất nhiều. Tức là cái xu thế của nó là xu thế nó đi lên như thế này đúng không ạ còn cái tương lai của họ ở phương tây là nó đi xuống như thế này đúng không, quý vị đấy và tất nhiên là trung quốc là người họ đã kiến tạo ra cái đó chúng ta bây giờ thử sang các cái vùng ven biển ở phúc kiến mà xem hạ môn mà xem tất cả mọi thứ là nó làm để nó chào đón đài loan một thì nó cũng cô cây gậy và hai nó cũng cụ cà rốt thật và tất nhiên bây giờ nó có rất nhiều tiền đúng không ạ mà tiền mà tấn công vào với những cái điều kiện mà tôi vừa nói với quý vị ấy, thì trung quốc cũng biết thừa là tương lai của đài loan nó cũng nằm ở của mình và ở đó thì cũng là nếu mà nói về bản chất của gọi là dòng máu thì đó cũng là những cái dòng máu của chính họ đúng không ạ là những người anh em của họ và chắc chắn rằng là trung quốc cũng không muốn đổ máu cho nên họ cũng tìm mọi cách để họ tránh không để cho cái cuộc chiến đấy nó nổ ra theo một cái sự khiêu khích của cái bên thứ ba người đài loan cũng biết như vậy chúng ta đã từng phân tích về vấn đề này nhiều rồi nhưng mà chỉ cần vài cái yếu tố đơn giản thế thôi thì có thể nhìn thấy một điểm rằng là cuộc chiến rất khó xảy ra đúng không ạ người đài loan nếu như mà không có cuộc chiến ukraine ấy, thì sẽ có người này người kia tôi đoán là như vậy nhưng bây giờ có một cái bằng chứng sống động nó đang diễn ra trước mắt họ ở ukraine một đất nước bị hủy diệt như thế nào đúng không ạ ở trung đông bây giờ nó đau khổ ra làm sao thì họ hiểu một điều rằng là cái nga với lại ukraine nó không thể so sánh họ với đài loan với trung quốc nhưng nó có về mặt nguyên tắc thì nó là khăn na ná giống nhau như vậy thì chắc chắn họ hiểu điều gì đang chờ đợi họ nếu như mà họ gọi là giật cắn câu đúng không ạ của người mỹ và trung quốc cũng như vậy cho nên là họ mặc dù là họ có dơ cao nhưng mà tôi nghĩ rằng là đánh khẽ đúng không ạ à, người ta sẽ không cố để bị kích động vào một cái cuộc chiến này tôi nghĩ là trừ khi mà không còn một cái giải pháp nào khác thì cuộc chiến này nó mới bùng nổ còn lại thì bây giờ rõ ràng trung quốc đang có rất nhiều giải pháp và cái thế xoay chuyển đang có lợi cho họ rồi mà không cần có lợi chỉ cần phương Tây với người Mỹ nó cứ từ từ đi xuống như thế này thì đương nhiên là cái đấy nó tự nhiên nó gọi là không thắng, không chiến mà tự nhiên thành thôi. Cho nên về câu hỏi đó thì trả lời ngắn tôi có thể nói rằng là về mặt để mà diễn ra sau trước cuộc chiến hai cuộc chiến kia tôi không nghĩ mà là kế hoạch diễn ra sau. Khi chính người Mỹ cũng đã nói đã hẹn năm 2025 chắc chắn có cuộc chiến có nghĩa là năm sau làm sao mà họ có thể biết được rằng là chắc chắn có một cuộc chiến mà họ lại nói là chắc chắn có cuộc chiến với Trung Quốc đúng ạ à, điều đấy nó chỉ có nói lên một điều rằng nó đang kích động chiến tranh mà thôi chứ còn tự nhiên điên à người ta đang sống hòa bình hay sao mà công ông đến ông lại bản thân ông lại muốn đánh nhau với người Trung Quốc đúng ạ à, như vậy là chỉ một cái người mà điên rồ thì mới muốn đi hủy diệt lẫn nhau thôi cả hai nước đều vũ khí hạt nhân mà nó chả làm gì mình mà tự nhiên mình lại bảo là năm 2025 sẽ đánh nhau với Trung Quốc thì chỉ có mỗi cái mục tiêu là khích động bạo lực thôi, kích động chiến tranh thôi, đúng không ạ? Và như vậy rõ ràng là thứ nhất nó không phải như thế và thứ hai nữa rất khó để có thể xảy ra, chứ không phải là người Mỹ thất bại hay không, đúng không ạ? Gọi là người Mỹ thất bại cũng được, nhưng mà cơ bản là cái khả năng để mà nó xảy ra đối với Đài Loan nó rất là thấp. Và tôi nghĩ là kể cả Hàn Quốc mới lại Triều Tiên vậy thôi, trừ khi mà Triều Tiên ra tay, mà tất nhiên Triều Tiên cũng không phải là ra tay, đúng không ạ? Khả năng họ ra tay trước là cũng rất khó. Đấy, họ cũng khôn như Đài Loan thôi cho nên là cơ bản là cái cuộc chiến này với Trung Quốc và Triều Tiên và Hàn Quốc nó khó xảy ra lắm người Ukraine thì người ta xính phương Tây người ta cũng mắt xanh mũi lõ người ta còn bảo là ôi rồi ôi toàn uh, Châu Âu ấy ngày xưa nước mình thì ở Châu Âu mà ra mình là Tây Âu thì bây giờ Tây Âu nó đến nó xui mình đánh cái thằng Slaver Đông Âu đúng không ạ và lại có gốc mông cổ này nọ nữa thì thôi đánh. Đấy, thế nhưng mà Đài Loan bây giờ nó là cũng là mắt một mí giống Trung Quốc. <laughs> đúng không Da thì vàng giống Trung Quốc và mũi tẹt cũng thế. Thế tự nhiên bây giờ lại nó một ngày nó đang định đánh nhau nó quay sang nó nhìn vào bản thân nó soi gương nó bảo mình là một cái thằng như này, tự nhiên bây giờ mình lại đi nghe cái thằng Tây lông đúng không ạ? Mắt xanh mũi lõ để đi đắng những cái thằng gọi là mắt một mí anh em của mình đấy cái điều đấy nó rất khó đấy là chưa kể những cái sự khác biệt về ngôn ngữ văn hóa vân vân có nghĩa rằng người ta thấy đang chiến đấu cho một cái sự nó rất là vô nghĩa đúng không ạ nó tuyệt đối nó vô nghĩa vậy thì chúng ta cũng phải nói là chẳng nhẽ cuộc chiến này không bao giờ bùng nổ hay sao đúng không ạ tất nhiên nó có cơ hội uh, nếu như đài loan mà bị kích động bị dẫn dắt tới mức độ mà tuyên bố hòa độc lập hoàn toàn thì khả năng cũng có thể bùng nổ khả năng thứ hai là khi trung quốc tuyệt vọng có nghĩa rằng tuyệt vọng khi nào khi mà cái giấc mơ vĩ đại của họ đúng không ạ rồi cái thế đa cực của họ nó không được như mong muốn thì họ sẽ tung một cái nguồn lực ra để họ chớp nhoáng bởi vì bây giờ trung quốc chỉ còn mắc lại vấn đề đài loan thôi là họ có thể giải phóng được toàn bộ một cái nguồn lực cực lớn chiếm được một cái tài sản nguồn lực cực lớn và giải phóng được cái cửa ngõ của họ sang thái bình dương như vậy thì họ sẽ xuất kỳ bất ý để mà xử lý cái này khi trong trường hợp họ tuyệt vọng trong thế giới cái thế đa cực thế thượng phong mà cái thế đấy thì nó liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine có nghĩa rằng là khi nào mà nga bị thất bại thì Ukraine có thể ra tay tất nhiên uh, Trung Quốc có thể ra tay một cách chớp nhoáng mà phương Tây không thể nào đỡ kịp đấy tất nhiên ở đây là về ý chí nhá và cũng là tỷ lệ thôi đúng không ạ chứ cũng không phải là tuyệt đối như vậy là có hai cái kịch bản mà kịch bản lớn đó là Đài Loan đòi độc lập 100% Thứ hai nữa là cụ thể là Nga thua ở Ukraine. Cả hai kịch bản này đều rất thấp xảy ra đúng không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một đêm cuối tuần vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ.